Hello, xin chào mọi người nhá. Thì lại mình đây. Thì trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái con xe gọi là cứu hộ những cái con xe nào mà nó bị hỏng hoặc là bị tai nạn nhá. Thì anh em có thể là nhìn thấy ở cái đằng sau người mình không? Đấy, thì đây là có một cái con xe gọi là nó bị tai nạn và mình đã cẩu cái con xe này tới cái khu gọi là gara để sửa xe nhé. Đấy, anh em thấy không? Thì nói chung là một con xe khá đẹp. Thì anh em nào mà thích cái con xe cứu hộ này thì đường link mình có để dưới phần mô tả để cho anh em tải về và trải nghiệm nhé. Đấy, đấy đây này, đấy anh em thấy không? Đây thì con xe này nhá, con xe này thì nó đã bị tai nạn này, móp hết cả đầu đằng trước và vỡ tan kính nhá. Đấy anh em thấy không? Thì nói chung là khá đẹp. Đấy thì giờ thì mình sẽ lên xe và mình sẽ trải nghiệm cho anh em xem nhé. Thì mình đang đưa cái con xe này vào gọi là vào trong cái gara này. Gara để sửa xe nhé. Đấy thì bên trong khá là nhiều phụ kiện để sửa xe luôn. Thì vào trong cái con xe này thì nó cũng khá là đơn giản thôi, tại vì xe cứu hộ mà thì là nó sẽ không có cái gì đặc biệt cho lắm nhé. Đấy anh em thấy không? Đây là cái khu gọi là gara để sửa xe nhá. Đấy, chung khá đẹp luôn. Bây giờ thì mình sẽ kéo nó đi dạo một vòng để cho anh em trải nghiệm xem nó có đẹp hay không nhé. Đấy đi theo mình nghĩ thì con xe này nó còn khá là đẹp đấy, thì anh em nào thích thì anh em tải về và trải nghiệm chơi nhé. Rồi thì chắc clip của mình cũng tạm dừng tại đây thôi. Đó thì anh em nào mà thấy cái con xe này đẹp thì đừng quên like và share để ủng hộ cho cái kênh của mình nhé. Và mình cũng chúc tất cả nhau mất được cái con xe gọi là cứu hộ này thành công nhé. Rồi bye bye.